Tin Thế Giới tối ngày 7 tháng 8 Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam lô thiết bị y tế trị giá 120 tỷ đồng Hàng xóm kiện đòi Thủ tướng Israel chuyển nhà Hungary hạn chế bán sách có chủ đề đồng tính cho trẻ em Tổng thống Biden lại nói nhầm NASA tìm 4 người thử sống trên sao hỏa 1 năm Cựu quan chức Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc thu thập dữ liệu hàng triệu người trên khắp thế giới 680 xe khử trùng đến Trịnh Châu đại chiến với virus Nhà sư Phật giáo trở thành nạn nhân của chính quyền quân sự Myanmar Cuộc sống khó khăn của các nhà ngoại giao Triều Tiên, lương thấp không có tiền chữa bệnh Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin Thế giới tối ngày 7 tháng 8 của DKN TV Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam lô thiết bị y tế trị giá 120 tỷ đồng. Trong cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân tại Hà Nội ngày 5 tháng 8, Phó Tổng thống Cassis thông báo Thụy Sĩ quyết định viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam 500.000 bộ kit thử nhanh, 300.000 khẩu trang kháng khuẩn và 30 máy thở oxy với tổng trị giá 5 triệu franc, tương đương 120 tỷ đồng. Phó Tổng thống Thụy Sĩ đã đến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 8 trong chuyến công du 6 ngày đến Đông Nam Á sau Thái Lan và Lào. Bà Anh Xuân đánh giá cao sự hỗ trợ của Thụy Sĩ đối với Việt Nam trong lúc khó khăn, đề nghị Thụy Sĩ giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19, cũng như tiếp tục hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cần thiết để chống dịch. Theo thông báo của Sứ quán Thụy Sĩ, trong suốt 30 năm qua, hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ tại Việt Nam đạt 600 triệu franc, tương đương 15.000 tỷ đồng, và Việt Nam là một trong số các nước ưu tiên của cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ trong nhiều năm. Phó Tổng thống Cassis chia sẻ sau các cuộc hội đàm Chúng tôi mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững và giúp nền kinh tế chống chịu tốt hơn trước các khủng hoảng như đại dịch Covid-19. Hàng xóm kiện đòi Thủ tướng Israel chuyển nhà 13 hàng xóm của ông Bennett, Thủ tướng Israel ở Ra'anana, ngày 5 tháng 8 đã đệ đơn liên toán tối cao nhằm buộc ông phải chuyển nhà đến Jerusalem. Những người sống gần nhà Thủ tướng Israel ở thành phố Ra'anana đã tỏ ra bức xúc khi các tuyến phố thường xuyên bị đóng cửa và giao thông rối loạn để phục vụ công tác đảm bảo an ninh cho ông. Họ cũng nổi giận vì các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra bên ngoài ngôi nhà của Thủ tướng Bennett, khiến họ cảm thấy mình như bị cầm tù. Trong đơn kiện gửi tòa án tối cao Israel hôm ngày 5 tháng 8, 13 hộ sống cùng khu phố yêu cầu Thủ tướng Bennett cùng gia đình phải chuyển đến ở dinh thự phố Balfour ở Jerusalem. Họ cho rằng việc gia đình lãnh đạo chính phủ Israel đến sống tại dinh thự thủ tướng trên phố Balfour là truyền thống đã được chấp nhận hơn 70 năm qua kể từ khi Israel lập quốc. Hungary hạn chế bán sách có chủ đề đồng tính dành cho trẻ em Hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 8, chính quyền Hungary đã ra lệnh cho các cửa hàng bán sách dành cho trẻ em tuân thủ các hạn chế về việc bán sách với nội dung về đồng tính dành cho trẻ em. Nghị định cũng bao gồm việc hạn chế bán các cuốn sách được coi là thúc đẩy thay đổi giới tính, và có nội dung mô tả rõ ràng về tình dục. Nghị định yêu cầu các cửa hàng bán riêng và cấm tất cả hành vi bán những loại sách này trong phạm vi 200m tính từ trường học hoặc nhà thờ. Đây là xác lệnh đầu tiên sau khi vào cuối tháng 6 năm 2021, chính phủ Hungary thông qua một bộ luật, theo đó cấm các nội dung liên quan đến vấn đề đồng tính hay chuyển giới trong các chương trình giáo dục trẻ em. Chính phủ Hungary bảo vệ luật này và cho rằng luật này sẽ bảo vệ trẻ em cũng như các giá trị truyền thống trong gia đình công giáo tại châu Âu. Vào tháng 7, Hungary đã phạt một nhà phân phối về một cuốn sách dành cho trẻ em về gia đình đồng giới theo luật cấm các hành vi buôn bán không công bằng. Tổng thống Biden lại nói nhầm. Mới đây, Tổng thống Mỹ lại nói nhầm rằng số người Mỹ được tiêm vaccine là 350 triệu, cao hơn toàn bộ dân số nước này. Theo điều tra dân số mới nhất được công bố vào tháng 4 năm nay, toàn bộ dân số của Hoa Kỳ là 331 triệu người. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại phòng đông của Tòa Bạch Ốc hôm 6 tháng 8, Mọi người biết đấy, chúng ta có khoảng 350 triệu người đã được tiêm chủng ở Mỹ và hàng tỷ người trên khắp thế giới, hầu như không ai chết vì tiêm chủng. Ông Biden nói thêm rằng, kết thúc con số một lần nữa, tôi sẽ tự nhắc mình 350 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng, họ đang làm tốt. Truyền thông Mỹ cho rằng, ông Biden dường như có ý nói rằng khoảng 350 triệu liều vaccine COVID đã được tiêm cho khoảng 193 triệu người. Số người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ thực tế là 166 triệu, tức là sấp xỉ một nửa dân số. Ông Biden, 78 tuổi, đã nhiều lần nói nhầm khi phát biểu. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa đã chia sẻ video nói nhầm mới nhất của ông Biden trên Twitter với dòng mô tả. Nhìn xem, ông Joe Biden nói 350 triệu người Mỹ đã được tiêm phòng, hơn 100% dân số nước Mỹ. NASA tuyển 4 người thử sống như trên sao hỏa một năm. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA đang tìm kiếm 4 ứng viên phù hợp cho dự án sống thử một năm trong môi trường sao hỏa giả lập Mars Dune Alpha Theo hãng tin AP, Mars Dune Alpha là tên của một môi trường sống mô phỏng các điều kiện như trên sao hỏa do hệ thống in 3D tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở thành phố Houston, tiểu bang Texas tạo ra. Để chuẩn bị cho sứ mệnh quan trọng nhất là đưa các phi hành gia lên sao hỏa, NASA bắt đầu nhận đơn đăng ký ứng tuyển vào 4 vị trí tham gia thử nghiệm sống một năm trong môi trường mô phỏng sao hỏa. Mars Dream Alpha nằm trong một tòa nhà tại trung tâm vũ trụ Johnson có diện tích 158m2. Các tình nguyện viên tham gia sẽ được trả thù lao, nhưng cụ thể như thế nào thì chưa được tiết lộ. Họ sẽ được trải nghiệm các hoạt động như đi bộ trong không gian, hạn chế liên lạc với gia đình và nguồn cung cấp thực phẩm bị giới hạn. Họ cũng có thể phải đối mặt với những tình huống trục trặc của các thiết bị. NASA đang lên kế hoạch 3 trong số những thử nghiệm như vậy, và cuộc thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu trong mùa thu năm sau. Được biết, những tình nguyện viên sống trong môi trường mô phỏng sao hỏa sẽ phải ăn toàn bộ thực phẩm ăn liền. Nơi ở của họ sẽ không có cửa sổ. Sẽ có một số loại cây được trồng nhưng không phải khoai tây như trong bộ phim khoa học viễn tưởng Người về từ sao hỏa. Việc nhận đơn đăng ký tham gia thử nghiệm đặc biệt này của các tình nguyện viên mở cửa từ ngày 6 tháng 8. Song tiêu chuẩn cũng rất nghiêm ngặt, trong đó có yêu cầu người đăng ký phải có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực chuyên môn khoa học, kỹ thuật, toán học hoặc có kinh nghiệm phi công. Chỉ công dân Mỹ hoặc những người có thẻ xanh tại Mỹ mới đủ điều kiện đăng ký. Ứng viên cũng phải trong độ tuổi từ 30 đến 55, có sức khỏe tốt, chế độ ăn uống không có gì đặc biệt và người đó không bị say xe. Cựu quan chức Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc thu thập dữ liệu hàng triệu người trên khắp thế giới. Ông Matthew Prodinger, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, ngày 4 tháng 8 nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đánh cắp dữ liệu để lập hồ sơ về những người trưởng thành ở Mỹ và các nước khác. Một số trẻ em cũng bị Trung Quốc thu thập dữ liệu. Trong cuộc điều trần của Ủy ban tình báo Thượng viện, ông Foreigner đã nêu chi tiết mức độ mà Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu từ Hoa Kỳ để thực hiện một hoạt động giám sát quy mô lớn đối với công dân nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ. Ông nói, người ta ước tính rằng 80% người Mỹ trưởng thành đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh cắp tất cả dữ liệu cá nhân, còn 20% còn lại thì bị lấy cắp gần hết dữ liệu cá nhân của họ. Ông thêm rằng, sự thâm nhập của Bắc Kinh vào các mạng kỹ thuật số trên toàn thế giới, bao gồm cả việc sử dụng mạng 5G, đã thực sự đưa việc thu thập hồ sơ về con người lên một tầm cao mới, ông nhấn mạnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đã lập hồ sơ về hàng triệu công dân nước ngoài trên khắp thế giới. Bằng cách sử dụng tài liệu mà nó thu thập được để gây ảnh hưởng và nhắm mục tiêu đe dọa, khen thưởng, tống tiền, tân bốc, hạ nhục và cuối cùng là chia rẽ và chinh phục. Bắc Kinh đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm đủ để lập hồ sơ về mọi người lớn ở Mỹ và cả trẻ em của chúng ta. Ông Poringer đề nghị Hoa Kỳ ngừng tài trợ cho các công nghệ Trung Quốc được sử dụng để thúc đẩy quân đội và nhà nước giám sát của Bắc Kinh. Ông nói thêm, các lệnh hành pháp được ban hành bởi chính quyền Trump và Biden đã cấm Hoa Kỳ mua cổ phiếu và trái phiếu của 59 công ty Trung Quốc là một khởi đầu tốt nhưng Bộ Tài chính thực sự cần phải mở rộng danh sách đó. 680 xe khử trùng đến Trịnh Châu đại chiến với virus Ngày 7 tháng 8, tại Trịnh Châu, nơi đã bùng phát dịch COVID-19, chính quyền đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khá hà khắc. Các cộng đồng dân cư ở Trịnh Châu thực hiện quản lý khép kín, tạm ngừng các tuyến vận tải hành khách, giảm số lượng xe buýt trong thành phố, bắt đầu đợt xét nghiệm axit nucleic quốc gia thứ ba, điều động hơn 680 xe khử trùng đến phun khử khuẩn các con đường của thành phố. Toàn bộ thành phố Trịnh Châu bước vào trạng thái đóng cửa không báo trước. Theo thông tin từ báo chí trong nước, từ 22 giờ ngày 6 tháng 8 đến 5 giờ ngày 7 tháng 8, hơn 680 phương tiện và 3.200 người đã được điều động để phun khử khuẩn hơn 1.700 tuyến đường trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, ga xe lửa, các con đường xung quanh bệnh viện, trung tâm mua sắm lớn đều được chú trọng phun khử khuẩn. Chính quyền yêu cầu toàn thành phố Trịnh Châu thực hiện quản lý khép kín trong các cộng đồng dân cư, giảm lưu lượng người, giảm số lượng xe buýt đô thị và nghiêm cấm các hoạt động tụ tập. Cơ quan chức năng cũng thông báo, bắt đầu từ chiều ngày 7 tháng 8, thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic đợt 3. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào sáng sớm ngày 7 tháng 8, trên một con đường ở Trịnh Châu, bốn chiếc xe khử khuẩn cỡ lớn nối đuôi nhau phun thuốc khử khuẩn trên đường. Được biết, cuộc họp báo về phòng chống dịch bệnh của thành phố Trịnh Châu ngày 5 tháng 8 đã báo cáo ghi nhận tổng cộng 112 người đã bị nhiễm COVID-19 trong đợt dịch hiện tại. Trong đó, 19 người đã được xác nhận và 93 người không có triệu chứng. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che đậy sự thật, thế giới bên ngoài thường đặt câu hỏi về tính xác thực của dữ liệu chính thức. Cư dân mạng cho rằng, Số người nhiễm bệnh ở Trịnh Châu hiện tại có thể ngang với số người chết trong trận lũ lụt ở Đường Hầm Kinh Quảng và đây sẽ luôn là một ẩn số. Nhà sư Phật giáo trở thành nạn nhân của chính quyền quân sự Myanmar. 6 tháng sau khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, người dân quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục sống trong cảnh lo sợ. Trong bối cảnh hỗn loạn kéo theo sau cuộc đảo chính, không chỉ người dân mà các nhà sư Phật giáo cũng trở thành nạn nhân của chính quyền quân sự Myanmar. Theo tờ The British Dog Global, ít nhất 23 nhà sư được cho là đã bị giam giữ, một số người trong số họ đã bị tra tấn. Nhà sư Yazina là một ví dụ. Ông là một nhà sư và giáo viên tại tu viện New Marshoyin -e ở thành phố lớn thứ hai của Myanmar, Mandalay. Ông kể rằng mình đã tích cực biểu tình chống lại cuộc đảo chính trong hơn 3 tháng, trong bối cảnh hàng trăm thường dân trên khắp đất nước mất mạng và hàng nghìn người bị bắt. Ông Yazina nhớ lại, Chúng tôi vừa rời khỏi tu viện thì họ đến bắt và bắt đầu nổ súng. Tất cả mọi người đã bỏ chạy một cách hoảng loạn. Tôi đã cố gắng nhảy lên một chiếc xe máy để chạy trốn, nhưng họ dùng ô tô tông vào tôi. Nhà sư cho biết, sau đó ông đã bị ba người lính đánh liên tục trước khi bị bắt giam, bị buộc cởi áo và đưa đến trung tâm thẩm vấn tại cung điện Mandalay. Tại đây, nhà sư Yazina cùng nhiều dân chúng phản đối quân đội đã bị tra tấn. Một ví dụ khác, ông e. Ai Naka, là một nhà sư khác cũng bị quân đội bắt giữ tại một cuộc biểu tình ở thành phố Mogok, miền bắc Myanmar. Sau đó, ông bị kết tội kích động và bị kết án 3 năm tù. Myanmar là một quốc gia chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông, nơi 88% dân số là Phật tử. Theo nhà sư Min Sonea, các nhà sư già và có ảnh hưởng đã bị nhắm mục tiêu kể từ cuộc đảo chính bắt đầu. Ông nói, nếu họ thực sự muốn bảo vệ chủng tộc và tôn giáo của chúng tôi, họ sẽ không bắt giữ các nhà sư đáng kính vì lý do như thế này. Một trụ trì tư viện Miawati ở Mandalay là nhà phê bình thẳng thắn đối với quân đội. Ông đã bị bắt vào tháng 2 khi cuộc đảo chính mới bắt đầu. Vào thứ hai vừa qua, ông đã được trả tự do. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do, khoảng 20 cảnh sát đã đến tu viện để bắt giữ tôi. Như thường lệ, họ nói muốn tôi đi cùng để gặp sĩ quan cấp trên của họ. Họ giam tôi tại đồn cảnh sát qua đêm và ngày hôm sau họ đọc lệnh rằng tôi bị buộc tội phỉ báng theo điều khoản 500. Ông kể lại, mặc dù họ không tống tôi vào tù một nhà sư vẫn là một nhà sư bởi vì chúng tôi đã xuất gia. Quần áo không làm thay đổi địa vị của tăng lữ. Chúng tôi giảng về công lý, dân chủ và nhân quyền phù hợp với giáo pháp như những biện pháp tốt cho mọi người. Nhưng họ xem đó là hoạt động chính trị. Nhiệm vụ của tăng đoàn là dạy mọi người làm những điều đúng đắn và tránh điều ác. Không dễ để đối đầu với một chế độ độc tài, nhưng chúng ta phải lên tiếng vì lợi ích của đất nước. Vào ngày 31 tháng 7, tổ chức phi chính phủ giám sát nhân quyền có trụ sở tại New York đã lên tiếng chỉ trích việc quân đội chính quyền đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình và giam giữ những người biểu tình bất đồng chính kiến. Cuộc sống khó khăn của các nhà ngoại giao Triều Tiên, lương thấp không có tiền chữa bệnh. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp phong tỏa biên giới, khiến cho các nhà ngoại giao Triều Tiên sống ở nước ngoài không thể về nước. Thậm chí đại sứ quán cũng đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Vì sinh tồn, thậm chí quan chức ngoại giao phải đến làm việc tại phòng tắm hơi. Theo báo cáo của tờ Triều Tiên Nhật Báo, một nguồn tin cho hay các nhà ngoại giao và thương nhân Triều Tiên tại Trung Quốc đại lục đang phải vật lộn để kiếm sống, thậm chí họ còn phải đến làm việc tại phòng tắm hơi. Nguồn tin này cho biết dịch vụ trà lưng chủ yếu làm vào buổi tối, như vậy không chỉ che giấu được thân phận mà còn có thu nhập khá. Vì vậy, các nhà ngoại giao và thậm chí cả vợ của các thương nhân cũng thường đến phòng tắm hơi để kiếm tiền. Theo báo cáo, ước tính thường niên về kinh tế Triều Tiên do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phát hành Việc chính quyền Bình Nhưỡng phong tỏa biên giới và ngăn chặn dịch bệnh đã khiến giao thương giữa Triều Tiên với Trung Quốc gần như ngừng lại. Theo dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Triều Tiên năm ngoái đã giảm hơn 80% so với năm 2019. Điều này đã khiến nền kinh tế Triều Tiên trải qua sự suy giảm tồi tệ nhất trong 23 năm qua. Vào tháng 6 năm nay, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ nạn đói vào những năm 1990. Lịch sử các nhà ngoại giao Triều Tiên chạy trốn Triều Tiên nằm dưới chế độ độc tài của gia đình Kim Jong-un. Vào tháng 2 năm nay, trợ lý của nghị sĩ Hàn Quốc Cha Yong-ho tiết lộ rằng quyền đại sứ của Triều Tiên tại Coet Yu hyun woo đã đến Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2019. Việc này đã bổ sung một thành viên mới vào đội ngũ các nhà ngoại giao cao cấp của Triều Tiên đào tẩu khỏi quốc gia này. Trước đó, quyền đại sứ của Triều Tiên tại Ý Cho Sung-gyu đã bí mật trốn sang Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2019. Thật không may, con gái của Jo song gil đã bị chính phủ Triều Tiên đưa từ Ý trở về Bình Nhưỡng. Cô bé có thể bị trừng phạt tàn nhẫn vì sự chạy trốn của cha mẹ. Vợ của lãnh sự Triều Tiên tại Nga qua đời vì Covid-19. Ngày 28 tháng 7, Đài Á Châu Tự Do đưa tin vợ của một lãnh sự Triều Tiên tại Nga đã qua đời ở độ tuổi 40 vì Covid-19. Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do, một liều vaccine do Nga sản xuất có giá khoảng 95 đô la Mỹ. Nhân viên của các đại sứ quán và lãnh sự quán Triều Tiên ở nước ngoài cùng người nhà của họ không thể tiêm chủng vì gặp khó khăn về kinh tế. Theo tạp chí nghiên cứu Bắc Triều Tiên, mặc dù các nhà ngoại giao Triều Tiên là quan chức cấp cao, nhưng lương tháng của đại sứ chỉ ở mức 700 đến 800 đô la Mỹ, thấp hơn nhiều với mức lương trung bình tại châu Âu. Ngoài ra, các khoản trợ cấp của đại sứ quán cho các hoạt động đối ngoại khá ít và hạn chế. Theo báo cáo của hãng thông tấn Yonhap, Mặc dù các nhà ngoại giao Triều Tiên thuộc tầng lớp đặc quyền ở quê nhà, nhưng nhìn chung họ vẫn rơi vào khó khăn kinh tế tại các quốc gia nơi mà họ cư trú. Ví dụ, một nhân viên của Đại sứ quán Triều Tiên tại châu Âu thậm chí đã phải xin trợ cấp sinh hoạt. Một người đào tẩu khác tiết lộ với tờ Korean Times, các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Nga từng phải kiếm thêm tiền bằng cách bán đậu mà họ trồng trong khu viên Đại sứ quán. Ngày 22 tháng 2 năm 2016, Đại sứ Triều Tiên tại Ý Kim Chun-guk qua đời vì bệnh ung thư gan bởi vì ông không được khám sức khỏe định kỳ nên đã phải trì hoãn cơ hội điều trị. Kim Chun Guk từng phụ trách văn phòng châu Âu của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nhưng ông nghèo đến mức không có tiền để chữa bệnh. Điều này cho thấy điều kiện sống khủng khiếp của các nhà ngoại giao Triều Tiên. Thưa quý vị, mục tin Thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.